Ngày 25 tháng 8, Công an quận Bình Tân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai Dương Hoàng Việt Em, sinh năm 1982, ngụ tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi chợ ở đường Bùi Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nhìn thấy một người đàn ông nói chuyện với Việt Em. Sau một lúc, hai bên cự cãi, xô xát nhau. Bất ngờ, Em dùng dao đâm vào người đàn ông. Người dân vội đưa ông cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, công an xác định Việt Em là nghi phạm giết người nên truy bắt. Sau khi được công an cùng người thân vận động, Việt Em đã ra đầu thú.